Hai xin mến chào quý cô chú anh chị. Chào buổi sáng. Thì hiện tại là em đang có mặt ở trên cầu chợ Tân Quế. Ở đây thì là thuộc quận Bình, thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay mời quý cô chú anh chị mình cùng đi chợ Tân Quế xem bà con ở đây mua bán và sinh hoạt như thế nào nha. Đây, đây một cái con sông ha. Đó là ngã ba, chợ thì nằm ở bên góc bên này nè. Đó, giờ mình sẽ đi qua cầu qua bên đó. Ok. Đó, đi hẳn qua bên cầu bên này thì có một cái ngã ba ha. Quẹo bên bên trái là mình sẽ vô chợ. Xin chào. Wow. Chợ rất là tấp nập luôn. Nguyên một xe hành luôn nè. Hành lá. Dạ, trước này bán trái cây. Dạ. Đây, bên đây có cô bán chuối, cà na đạp, ổi. Ở đây là hai cô. Chuối, chuối này chú gì vậy cô? Chuối sáp, chuối già. Chuối sáp này bán sao? 10.000 chồng. 10.000 một chục trái hả? Là của chị bán hả? 10.000 gì đó. Của cô bên này bán. Dạ. Lấy một chục đi. Dạ. Cà na, cô bán cà na với cơm rượu hả? Cà na với cơm rượu. Cà na không? Mua cà na không? Dạ không, cà na bữa ăn thử rồi thấy cũng ngay. Ổi hả? Thôi, cơm rượu này bán sao cô? 10.000 ly. 10.000 ly hả? Vậy là được. Được mấy cục? 10 mấy cục đó. Có nước này uống được không? Ngon lắm, nước ngon lắm. Vậy hả ta? Đó giờ cũng chưa thử vụ này. Lấy con một ly thử đi. Dạ thôi không, ổi mới mua hôm bữa rồi. Đậu nhà không, không ra giữa đường đó. Chợ này mình bán thường mấy giờ tới mấy giờ cô? Từ 6 giờ cho tới 9 giờ. Vậy là 6 giờ sáng bán tới 9 giờ 10 giờ hết. Cô về còn ba nhóm hoài tới tối luôn đó. Ồ, vậy ở đây bán tới tối luôn hả? Bán tới tối luôn á. Wow. Chú ở đâu? Còn ở Vĩnh Long qua xuống đây nè. Dạ đúng rồi. Đây của cô 10.000 đúng không? Dạ của cô 10.000. Rồi, cảm ơn. Hai người chung một hả? Dạ. Thôi con gửi đây chúc lại lấy nha. Dạ rồi. Dạ. Ủng hộ. Giờ này thì là 8 giờ hơn quý cô chú anh chị, nhưng mà chợ giờ cũng còn rất là sớm. Mình đâu bán trái cây rồi quá trời luôn ha, giải luôn nè, mận rồi. Ôi kẹt xe luôn. Như là chợ Tết vậy. Mình đó có thịt vàng rồi đó nè, viết thanh. Quá kẹt đường luôn rồi. Trước này bán trái cây đó nè. Ồ, măng cụt, dâu, thịt chôm, giải, sầu riêng. Bên đây thì có cô bán thịt, bán trên một cái sạp như vậy ha, cái mâm.
Ồ, xe cộ đây quá trời tấp nập luôn quý cô chú anh chị. Đông quá trời đông hả? Giá quá chả. Ồ, bên đây bán đồ chai đồ quá trời luôn nè. Ồ, có bắp chuối, rau muống bào nữa. Đậu hũ ha. Đó. Trước này bán rau củ. Wow. Quá trời luôn. Có măng đồ nữa nè. Bầu ha, dưa leo, cà chua, rau củ quá trời dồi dào luôn. Bà con đi chợ đó. Bên đây có một sạp bán khô nè, các cô đang lựa khô ha. Dài bán trái cây đó, giờ nè quá đông ở phía sau rồi luôn. Trước bên này bán bông hoa rồi nè. Ồ, dạng họ ha, quá đẹp luôn. Hoa cúc, măng cục nữa nè. Ồ, gì vậy đó, măng cục. Bên đây có một cái cửa hàng bán giày dép rồi nón rồi nè, quá chừng luôn. Trước này có một cái tiệm vàng nữa nè. À, bên đó có cô bán nhãn rồi cá nè. Dạ, quay review chợ. Trời ơi. Quay chị Phượng kìa, chị Phượng đẹp gái kìa. Có cái đầu chết. Ồ, nhãn nào quý cô chú anh chị. Đó, bán nhãn phải quay nha. Nhãn y đo. Ờ. Cái loại nhãn này thì cơm nó rất là dày. Nhãn đo luôn dạ. Anh ơi. Anh đâu? Anh. Anh sử dụng nhỏ không em. Cá này là cá gì vậy cô? Hai cá phèn chỉ. Cá phèn chỉ. Ồ. Gạo. À, bếp gạo. Ồ, con tép này nó cũng hơi to ha. Tép cả ngoài sông á. À. Thôi có con còn sống luôn nè. Này mình cào hồi nào cô? Mới cào mới lên hả? À. Mới cào mới lên luôn ha. Tép. Cá phèn chỉ. À. Chợ mới y vậy cái giờ quắn rồi ha. Để tới phía trước. Dạ cảm ơn mấy cô nha. Ôi. Vậy hả? Vậy là chưa. Vậy là chưa có chồng phải không? Ờ. Chị chưa có chồng luôn. Ăn bánh xèo nè đó. Ăn bánh xèo trước cùng 5 tháng 5 luôn. Dạ. Bán rau củ ở chợ Tân Quế, chưa có chồng. À, ai còn đang độc thân á, đẹp trai á. Đến chìm quá không ai cướp chị vợ á. À, đến đây. Hả? Chưa có chồng mà có con. Dạ. Chị bởi vì chị dám tới giờ không ai không dám cưới chị vậy. Nói chị bởi vì chị dám tới giờ đó. Bởi vậy. Vị hàng con mà sớm rồi. Bởi chị. Phá không à. Bị phá không à. Ở giá tới giờ luôn. Ở giá tới giờ luôn nó phá gì đó. Ai dạ. Lại cái con cái lại nó gì không đó. Mấy chục năm rồi chị. Ở giá mấy chục năm rồi. Vậy. Ở giá mấy chục năm rồi. Có 45 năm mà. 45 năm. Vậy. Ở giá. 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 Ở giá.
Đây ra hậu. Bác Nghĩa. Đã bưng nhà ra con Nghĩa. Rồi ra củ nè quý cô chú anh chị. Bí đao nè ha, đu đủ, dưa leo. Đó, gà củ rất là tươi luôn nha. Đó, bán cải rồi nữa nè. Chanh đồ trái rất là đẹp. Bóng mã ha. Cái gì cũng có hết trơn. Lên này đi làm hả? Dạ không. À, làm YouTuber. Nữa ta. Dạ. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe, sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Rồi. Dạ. Hai nửa yêu thương. Dạ. Mới có một chồng nó lên, tôi thấy rồi, chưa có chồng nó là không mắt. Hai nửa yêu thương, thằng chồng mày. Ừ. Dạ. Tôi không mắt cái luôn. Nó mày ra, mày giỡn gì trở nha, mày giỡn. Ừ. À dạ, chị bán vé số đại gia đây. Để mấy cô bên đây nói nè, giới thiệu nè. Ờ, số đại gia luôn đó. Dạ. Da bọc xương à. Dạ, da bọc xương. Đó, thứ nhà đâu có lại da được. Dạ. Sống đại gia trời. Da đâu ghé. Không, vé số lâu lâu của mình gửi. Sót rồi á. Ôi, tôi biết không, ngày là 500 là còn yên yên à. Mấy chị nó tỷ lệ chịu còn chị 800 à. Dạ. Còn vé số của nó. Vé số của nó. Vé số không nhóm. Đó rồi. Mình quá mừng trở thành làm đại gia luôn. Dạ. Không, nhầm khi á mình bán không hết cái mình còn lại chúng đâu, chúng độc đắc rồi sao? Ừ, chưa đắc đâu, chết cưng nhỏ thấy chưa? Dạ. Em trai chị gì được á. Không hả, dễ à. Bên ấy ta đẹp trai, cái nhận em trai nha. Trời ơi, trong cháu tùng quá trời luôn. Ghê quá, ghê quá. Dạ, rồi cảm ơn mấy cô mấy chị nha, chúc nhiều sức khỏe luôn. Trời ơi, rất mừng quá. Dạ, YouTube Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Trước này có cô bán nón nè. Ồ, nón lá. Đó. Bên trong heo rất là đẹp luôn. Trước này là một tiệm tạp hóa. Dạ, ở phía trước này ha, khu vực bên mé tay phải em là chợ Tân Quế Long. Chợ Tân Quế. Chợ Tân Quế đây. Đó, nhà lòng chợ bên đây nha. Đó. Bên đó có bán bánh mì heo quay rồi đó nè. Heo quay ha. Quá hấp dẫn luôn. Đường đi hẳn xuống dưới ha. Ồ. Bên đây là điểm giữ xe của chợ. Ngay điểm giữ xe có bán bún rồi đó nè. Trước này có một cái tạp hóa bán bánh rồi, các loại bánh ha. Trước này bán rau. Bán dài 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 tới dưới kia luôn. Wow. Đó, cặp bên đây cũng có một cái con hẻm đi cặp bên hông chợ. Giờ đi cái con hẻm kia bên kia mọc xuống đi ha quý cô chú anh chị. Giờ bên đây có bán mít rồi nè, mít chuối. Đó, trước này bán trái khóm với dừa hấu. Giờ ở đây bán trái cây. Chợ bán quá dồi dào luôn. Chợ Tân Quế.
Dạ quay gửi nước ngoài. Dạ. Dạ đi nước chứ nước á. Chạy 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 về này đi tới nước ngoài ông chúng không quay đó. Cái đầu chi mày. Dạ. Thấy tiện mày. Dạ. Dạ không, quay cho bà con xem lại cái quang cảnh ở chợ này nè. Dạ. Dạ. Dạ con để lên YouTube á, ai coi cái gì coi à. Dạ. Dạ, ngày chắc ngày mai mới lên. Dạ. Dạ gần lên YouTube, YouTube. Dạ khám phá Vĩnh Long. Dạ YouTube á, dạ. 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 Mà mấy đứa nhỏ thì nó gành lắm nha. Dạ. Mấy đứa nít rồi nó gành lắm. 3-4 tuổi kìa. Dạ, còn khi đôi khi người lớn. Dạ. Dạ rồi, chúc mấy cô nhiều sức khỏe. Dạ. Trái đào à. Dạ đào. Wow, đẹp quá. Dạ, đào ngon. À, trước này bán bánh mì xíu mại. Bánh mì xíu mại. Cặp bên hông đây có một cái đường đi vô chợ ha. Đi vòng vô chợ. À. Trước này bán giá bún à. À, bông hoa bên đây nè. À. Trước này bán trái cây đồ quá chừng luôn. Măng cục nè. Bây giờ chắc sắp vô mùa măng cục rồi đó. Thấy bà con bán măng cục nhiều. Ở trong đây hơi vắng ha. Bên này có bán mắm nè. Mắm bạc khía. Bên trong này bán quần áo, nón không? Đây mấy cô bán rau. Ở trước này có một cái hẻm đi vô, không có bên kia được. Đó. Khu vực phía trước này thì tới mấy bà con bán các quán ăn nè ha. Tập trung riêng cái khu vực trên chỗ này thì các quán ăn. Mà ở đây thì bà con không có dán chữ lên hay bán gì ha. Thì thấy cái tủ như vậy thôi. Từ trên đây bắt đầu thấy hơi nhộn nhịp tí lại rồi. Bên đây có bán cá nè. Cá này giống như cá mòi vậy đó. Cá biển nha. Trước này là cái sạp hệt. Bây giờ bên đây bán rau, củ. Bí kìa. Xẻ ra từng miếng ha. Rất là đẹp.
ngon chưa nè. Rồi, củ bán dài dài. Thịt dạ không vậy cộng. Dạ quay chợ chơi cho bà con ta coi. YouTube á hả? Dạ làm YouTube. Dạ. Chợ này quá sung luôn. Dạ ồ rau củ quá trời luôn ha, dồi dào ghê á. Dài dài dưới đây thì bán cá rồi nè, khu vực con cá. Dạ gì con? Quơ quơ hả? Dạ con không bán vậy đó, con đi quay chợ chơi. Vậy hả? Dạ. Trời ơi. Ở đâu mà đi quay chợ chơi? Con ở Long Hồ nè. Dạ. Lạ quá hả cô, đó giờ chưa thấy hả? Dạ. Đó giờ có ai đi quay chợ mình đâu. Dạ. Cô này cô lạ quá. Đó giờ mới thấy mình đi quay chợ nè. Dạ. Cá điêu hồng, cá dồ. À, với cuối chợ bên đó em thấy có một cái giống như cái miếu ha. Dạ quay chợ chơi. Dạ. Muốn quay cái gì em quay. Dạ. Quay quay anh luôn anh ơi. Dạ quay vô luôn. Chẳng hỏi đưa lên đâu, đưa lên ngọn đầu đài. Chẳng hỏi 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 đưa lên ngọn đầu đài. Mày có lý đẹp trai quá rồi. Em không? Dạ. Thôi mày đưa lên cái nút coi có được hạ đầu giá giá không? À. Đây chú đang đọc thân phải không chú? Ừ. Rồi chú đang đọc thân kiếm đang tìm người yêu. Dạ đang tìm người yêu. Đang tìm một nửa cuộc đời của mình. Ừ. Quý cô nào đang ở giá thì có thể đến chợ Tân Quế đây gặp chú. Ừ, có ai ở giá. Chú bán gì chú? Bán cá. Bán cá. Dạ, dạ rồi vậy là vô rồi đó. Ủa chú bên đây là cái gì chú? Cái đình hả chú? Miễu. Miễu à. Miễu bà bên đây. Đi tới đây là hết chợ hả chú? Hết chợ. Dạ không. Đây dạy mãi nè. Dạ. Dạ ra nè, đây cuối chợ rồi. Dạ. Có quay mấy bà bán gà vịt kìa. À, còn đó, mấy bà, bà hai bà kè hai chồng đó đó. Dạ. Hai chồng đang ăn đó. Dạ. À, vậy là cuối chợ là có mấy cô chú bán gà vịt ở dưới đây. À. Đang bằng gà ha. Đang bằng gà nè. À. Giờ tới đây là hết chợ rồi đó quý cô chú anh chị. Gà đi anh. Cũng nhỏ chứ hả? Có cà cửa, ăn cà cửa ha. Gà cửa nữa. Ồ. Yeah.
Quay không lên không? Không lên thôi. À. Đây bán mắm. À. Mắm vừa mắm rồi. Dạ YouTube chị. Kênh gì cháu? Mắm vừa mắm rồi. Cháu kênh khám phá Vĩnh Long. À, khám phá Vĩnh Long. Quay cho bà lên YouTube luôn nè. Khám phá Vĩnh Long. Giờ đây bán khô nè. Nè. Đó, chào đi. Thấy mắc cỡ đi rồi. Nhảy nhảy. Thấy nhóm nhóm mà em biết chứ đâu uống lên. Chợ này chắc hừng đông sáng sung lắm đó cô. Vậy hả? Dạ. Dạ đi lấy ga chia giờ ra đi ha. Dạ. Dạ, chắc hồi xưa dữ lắm hả cô? Hồi xưa đông rồi, giờ mấy năm nay á bị Covid thì ta đi lấy ga này coi. Dạ. Dạ. Cô bán khô với mắm với cô chú anh chị. À, ai có ăn dùng ha, đến đây mua ủng hộ cô. À, cô bán cuối chợ luôn. Cảm ơn cô. Hot girl mà nó cháy mạng. Hot girl bán cá ở chợ đây. Dạ. Dạ cháy mạng luôn. Cá bóng. À cá bóng này cá bóng gì mà to quá vậy cô? À cá bóng tượng. Vậy là cái con này nó còn nhỏ đó. Dạ. Đâu? 1,5 kg. Là một cái con vậy hả cô? Ồ. À, dạ. Cá bóng tượng là mắc tiền lắm đúng không cô? Mắc tiền lắm, ký 300.000 cá 1 kg mấy đó là 300.000. Dạ. Dạ. Đó, cá bóng tượng của cô chú anh chị. Rất là mắc tiền nha. Như cái loại này thôi là 150 nè. À. Mình là chuyên bán cá bóng tượng này luôn hả cô? Ồ, có cá lóc đồng á. À, cá lóc đồng đây nha quý cô chú anh chị. Mình có cách nào mà nhìn biết cá lóc đồng với cá lóc nuôi không cô? Dạ. Cái lóc nuôi cái đuôi cái đuôi nó quẹo, cái lóc đồng cái đuôi nó đứng. À. Cái lóc đồng nó nằm chỗ đồ quay hoài kìa. Vậy nó chơi cái lóc đồng. Dạ, nó quay chỗ đồ quay. Đó, cô bán cái lóc đồng với cá bóng rồi quý cô chú anh chị, cá bóng tượng nha, rất là đặc biệt ở chợ luôn á. Ai có mua có dùng ha, đến đây. Mua gặp cô để mua nha. À cô ở Cà Mau lên đây hả? Ồ. Quê cô ở Cà Mau lận với cô chú chị. À. Lấy chồng ở trên đây hay là mình lên đây mình lập nghiệp cô? À có chồng á. Dạ. À, từ Cà Mau à, bán cá bóng. Dạ rồi, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Mua mai bán đắt. Dạ. À, trước này có bán bánh xèo nữa nè. Cảm ơn.
tiếng gì đó. Dạ không, quay lên mạng chơi chú. Mạng hả? Dạ lên mạng. Bánh xèo. Xèo bánh kho. Dạ. Vậy hả? Vậy là có vợ rồi hả? Có vợ là chồng đó. Là cái chú này, cái chú đang rửa này. Vậy mà nãy chú nói còn ổng đang độc thân. Ổng còn kêu kiếm bà giùm ổng nữa. Vậy là chú có trẻ có vợ rồi mà kiếm nữa chú? Có vợ rồi kiếm nữa sao? Vậy là có vợ rồi kiếm thêm. Kiếm nữa. Dạ. Yeah, tưởng đâu độc thân thiệt. Ủa quay cái gì vậy? Dạ con quay chợ cho bà con xa quê xem. Để tao đi hả, quay tao nghe là mặt quá, hai con cuốn cho nó hoài. Quay nó có cuốn gì không vậy? Bán nhà cô à, bún riêu. Dạ cô bán bún riêu. Dạ con đi quay chợ cho bà con xa quê xem. Dạ bún riêu cua à, bún riêu cua mà có con thấy có thịt cá nữa. Dạ bún riêu mắm, bún mắm luôn à. Bún riêu mắm, bún riêu cua, bún mắm luôn à. Thì là nguyên khu vực này là mình bán đồ ăn sáng ở chợ phải không cô? Dạ. Muốn tan rồi, còn hết chợ rồi. Dạ. Dạ này chắc khoảng 9 giờ là hết ra cô. À, 9 giờ là đóng xe rồi. Dạ. Đâu cái này quay vậy? Con ở Long Hồ. Cô biết Long Hồ không? Cô có nghe cái giọng của cô là lạ không? Cô miền Nam mình hay là ở ngoài? À, miền Bắc, Bắc à. Tâm Tư. Dạ. Nhưng mà quê Chiếc Giá. Đi. À. 20 ngàn để chết không à? Quê Chiếc Giá mà có cần gì đây? Dạ. Tôi cũng có người quen ở Long Hồ đó nghe. À. Quay lại đưa lên đâu hả? Dạ đưa lên YouTube chị. Cái gì là tiếp mà còn có thêm gì đó không? Miếng cá nữa không? Biết hả? Tại em ở bên Long Hồ chạy qua đây cũng mất gần cả tiếng đồng hồ rồi. Long Hồ nằm ở chỗ nào? Dạ. Con ở gần Thà Đình Khao. Dạ cởi trễ xem trễ đi. Dạ. Chị đẹp hả? Dạ. Không hết quay hoài thôi, quay chỗ khác đi. Có sao đâu. Không chết tao quay coi. Quay lên ra chợ mà tắt tắt chứ có gì đâu. Không chết quay hoài. Đi đi đi, quay hoài. Dạ bà, bà đẹp nha. Dạ. À. Dạ ai cũng đẹp hết trơn. Có quay tao cái lần nào dùng có hai trong con vô trong viên đó. Bánh chiên đó, bà bán đẹp một ngày bà bán mấy trăm cái á. Wow. Thiệt cho ông, bà bán một cái có 8 ngàn à. Một cái bánh 8 ngàn đồng thôi à. Bánh chiên. Ngày bánh bán trăm mấy hai trăm. Dạ. Vậy là bán bán thời gian. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ cô? Từ 4-5 giờ sáng không? Chưa chút. Chưa, cũng như là bánh này thì bán cỡ 6 giờ là chiên hoài vậy đó. Dạ. Là mua 5 cái, 10 cái gì đó, đó. Bỏ cái nón lên cho người ta thấy người bán bánh thôi bà nội. Trời ơi, ngại còn hoài. Có gì đâu, mình bán đồ ăn chứ cũng làm gì đâu ngại. Đúng không? Dạ. Rồi bà chiên thử cho anh coi coi kìa, bánh đó bà làm sẵn kìa đó, bà chiên mà bán đó. Ờ. Ờ. Bà bán đắt lắm. Mà chợ giờ này hơi vắng rồi. Dạ. Tao mua lời gai.
Gung tay luôn rồi. Bay quá mà gung tay mà làm hết được. Má đem về chục cái nghe vậy. Chiên chục cái. Ồ, oh, có khuôn nữa nè. À. Dạ. Đi đến bao nhiêu lần? Mẹ em nói á là hỏi gì đẹp con gà đó mấy trăm cái tiền đời xài xong hết kìa. Dạ. Ờ. Ngày bán mấy trăm cái rồi tiền mình để đâu cô? Đâu có. Anh định nghe lời nó. Vậy hả? Anh chụp cái à. Được, chút xíu được. Được không? Em có sống của mình á, nó ngày là mấy trăm cái á. Dạ. Chiên chục cái cho em đi, giờ em lại đặng em quay lại em lấy nha. Rồi, đợi anh chút đi ra đây hai cái nữa. Không, đừng chục cái, hai chục cái luôn hết chưa? Dạ. Chỉ ra mà còn chút luôn không ba. Mần, nó nhất thiết nó gặp lại. Chưa có đồng mặt chả gì đâu. Lý do nào mà mới tiền, ta mua ta trả tiền chứ ta có ăn không đâu. Đó, nó chọc mà. Bà nội ơi. Nó đang quay bà lên mạng. Lấy cái nón lên cho tao thấy nhân vật làm bánh thôi. Thì đó cho tao lại nón ra. Làm hay ha. Dạ. Ờ, bán ngày 300 cái đó. Dạ. Cái 8.300 cái là nhiêu tiền ta? 100 cái là 800 ngàn rồi. Ông ơi, 2 triệu tư ngày ba kiếm 2 triệu tư rồi, trong đó 2 triệu rồi vô 400. Đó, khéo tay ghê chưa. Điều gan luôn ha. Để cái gung tay á. Gung tay hả cô? Mình lên bà bán đắt như vậy rồi tiền bà đỡ cho hết. Dạ, lại con mới hỏi rồi. Hỏi chưa? Hỏi rồi nhưng mà trời ơi tào lao quá. Hỏi tặng con hỏi thì nó giới thiệu ngày mấy trăm cái. Dạ. Một ngày bán mấy trăm cái đó. Dạ. Có mình lên đó. Ờ. Mà tiền đều hết chưa hết. Đúng rồi. Một bầy con lận. Một bầy con lận. Nó ngỡ ngang hàng hết trơn rồi. Cái gì người ta từ ái. Một bầy mẹ. Ừ. Mẹ không à. Có gì nhất ở chợ này đó ha. Ngày bữa bán ba con heo đó. Ngày bữa bán ba con heo. Nói cho con nghe trước giờ con quay gì nè. Dạ. Con phải qua thông báo trước rằng gì vô gì thả tóc gì thả son rồi vô. Nó mới ăn hẳn cái đẹp rồi đúng không? Vậy là quá đẹp rồi. Cô, ngày cô bán mấy con heo cô? Bán ngày 7 con. Trời ơi. 7 con mà phán hả mẹ quay quay cái cải thịt với cải thịt bán giờ này còn có nửa con à. Mà chờ tao chút đi tao vô tao son cái hả ông nội. Trời. Vậy nè con. Vậy đẹp rồi, đem hướng dẫn mà đi ra đi vô. Mất thời gian lắm. Không gì thắt bánh chị cũng đẹp mà khỏi tao son. Thắt cái đầu mà cái này là thắt bánh đó hả? Tao nghĩ hai cái nổi được rồi. Đó, chợ này bà con ai bán cũng quá trời đắt luôn ha. Bán bằng đêm. Nếu mà tiền góp ở đâu đó nè mày chỉ mấy tao. Dạ. Mấy tao bán đắt quá, tiền góp ở đâu tao không cần biết. Mà 10 triệu à 12 triệu là mày chỉ mấy tao là mấy tao hốt hết. Ngày bán 300 chiếc hộp vịt lộn. Bán ở đâu anh? Bán ở chợ này hay bán khu vực nào anh? À ngoài lộ. Bán wow. Một ngày bán 300 chiếc hộp vịt lộn không anh? Ồ. Đó. Dễ quá trời dễ. Chị mới là dâu giờ mình đi chở gì anh? Dạ, dạ. Cảm ơn anh nha. YouTube hả chị? Dạ YouTube.
Dạ, khám phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ, ngày mai chắc có clip này đó. À, dạ, chỗ này bán quần áo rồi. Đây có cô bán nước nè. Trước này bán khô với gạo. Dạ. À, bên trong nhà lòng chợ nha. Khu này bán quần áo. Ồ, trong đây đóng cửa khá là nhiều. Dạ con ở Long Hồ. Dạ. Con quay gì kia vậy? Dạ con quay cho bà con xa quê xem. Gì hả? Dạ. Mình bán quần áo đây hả cô? Bán được không cô? Bán không lay gai. Lay gai ha. Dạ. À, cô bán quần áo đây. Này chắc mùa Tết rồi bán mới sớm không? Dạ. Giờ nói chung bà con ít đi mua mặt. Dạ. Thế người ta mua đồ ăn đồ nhiều, lâu lâu mới ghé mua đồ hết cô. Đồ đây. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ. Chiếc này bán giày dép. À, ngay góc bên đây có một cái quán cà phê nè. Tiệm vàng ha. À, rồi đến đây clip cũng dài, em cũng xin phép được tạm dừng clip. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi hết clip. Xin kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng, luôn luôn vui vẻ thành công. Mến chào và hẹn gặp lại clip mới nhất. Bye bye. Thank you.